Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 2 tốc cần CBKS đến từ trang Market Cap nha bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mình mở cái link trang sự kiện Market Cap các bạn. Thì để tham gia sự kiện này thì các bạn cần phải có một cái tài khoản trên trang Market Cap. Sau đó các bạn login vào link sự kiện nè, rồi bấm sau này góp nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn bấm vào App to Wallet nha các bạn. Sau đó các bạn theo dõi của Market Cap nè. Rồi sau các bạn theo dõi xong thì bạn bắt đắp lên nè các bạn. Sorry các bạn đây mình. Sau đó các bạn follow tài khoản Twitter của nó nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tại ơi đâu tiêu ta. Rồi tiếp tục follow của Market Cap nữa nè. Trên Facebook thì bạn thích nha bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn cho anh chào kênh Telegram group Chiller Channel luôn nè. Trên kênh Telegram nó bạn cho anh chào các bạn. Rồi bắt đắp lên nè. Cho anh tiếp kênh Channel luôn nè. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Dòng đầu tiên các bạn địa chỉ dưới BNB sẽ mắt trên BET20 trên YouTube Collect của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nè. Rồi các bạn dán vào đây. Sau đó các bạn điền lại username tại Twitter các bạn lên cho anh chào ai góp nè. Follow dán nè. Tiếp tục enter username Facebook đó. Rồi tiếp tục các bạn gỡ username Facebook của mình nha các bạn. Thì bạn nhấp vào trang Market Cap Facebook mình. Rồi các bạn nhấp vào mũi tên nha các bạn. Rồi nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ trang cá nhân nè. Sao chép liên kết trang cá nhân của mình nè các bạn. Rồi các bạn bắt up ra đi. Các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn xóa từ chữ dấu gạch nè các bạn. Lưu ý nha các bạn, Facebook của tất cả các bạn nhớ tạo username cho Facebook mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi tiếp tục bạn liên lưu username Telegram của tăng đã xôn xoay group nè. Các bạn mở Telegram ra nè. Rồi nhấp vào gạch cùng nè. Vào setting nè. Copy username mình nè các bạn. Rồi bạn nhấn vào đây. Ở cộng anh 4 số 3 1 2 3 4. Rồi bạn bấm vào xoay này gớp nè các bạn. Ê các bạn chờ nhận điều khoản chứ. Rồi bấm xoay này gớp nè. Rồi ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 2 token CBKS. Trên đây em kết thúc luôn mà. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.